Rồi tiếp tục nha anh em, tiếp tục nha. Tiếp tục clip thứ hai ở cái khu dự thi này nè. Cây này có giải nè anh em, giải gì nè. Đó, anh em thấy cái đế với rễ nè. Thân nè. Bố tí tay cành nó thoáng lắm anh em, thoáng lắm. Anh em lên xe trực tiếp đi, trực tiếp nó hay hơn cái xem qua cái màn ảnh nhỏ này. Còn anh em nào không đi được thì cứ xem màn ảnh này, anh em coi dưới nó lên nè. Như thế à? Thân đế. Cây sâm núi này cũng khủng anh em, nhưng mà nó không có dễ ha. Lớn lắm. Thôi cây nào có giải mình lướt qua anh em. Cây này cũng đẹp nè. Cây này cũng đẹp nhưng mà nó không giải anh em thấy không? Lá lớn. Lãnh đạo của thành phố quận Củ Chi Lan quận đến tham dự động viên phong trào. Thần thế đế nè anh em thấy không? Cỡ này mà nó chỉ cho lên trưng bày thôi anh em thấy không? Công ty hiệu hết. Ban quản lý công ty hàng hoa, công ty điện lực. Chơi môn này nếu mà anh em là có điều kiện là đi nhiều là càng tốt anh em. Đi đến những các hội thi, những nhà vườn lớn anh em. Tới đó là anh em sẽ chiêm ngưỡng được nhiều tác phẩm. Các nghệ nhân, họ tay nghề của họ anh em. Nhiều khi họ diễn đạt hay diễn tả một cái tác phẩm cũng không hết nữa. Cái trang được giải khích nè anh em. Có một cái trang duy nhất à. Trang vàng. Đẹp hết anh em. Dự thi và vận động hội viên cùng tham gia. Cảm ơn đăng ký cầm vai giám khảo. Tất trung rồi nè. À em nhớ. Cảnh rơi đẹp hết nè. Công chức cho dịch mạnh. Thân cái này. Cảm ơn. Em này thì có không được gì luôn nghe nè. Em này còn hoàn thiện nữa. Em này anh em thấy không? Lá trung nè mình nè. Mấy cái này lớn lắm nha, lá môn xe trung có lớn lắm nha. Dàn xương dâm đó anh em nhìn dưới lên nè. Nói chung là nhìn nhức nách luôn á. Mình cầm mình quay cũng mình cũng nhức nách luôn đó anh em. Rất đẹp nè, rất đẹp. Em này thì cũng chưa có được gì luôn nha anh em. Năm này chưa có già. Cây này nữa nè, cây này lớn lắm, cao cũng cả mét. Cây này có dễ khuyến khích, dễ nhất lộn nè, dễ nhất nhìn xa xăm nhìn không thấy nó dễ khuyến khích. Dễ nhất nè, ha. À, dễ là anh em thấy nó lục cục là hòn ghê không? Nó chảy lên từ dưới lên tới trên luôn. Tay cành em nó thấy bố tí thoáng cho anh em nhìn nè, nhìn nè. Nhìn lấy khung hình cho anh em thấy nó nè. Thoáng nhưng mà nó uyển chuyển lắm nghe anh em, nó thoáng nhưng mà nó uyển chuyển lắm anh em nhìn nè. Đó. Trong kia thì họ đang trao giải nghe anh em. Cái lớn, bộ xe lớn nha anh em, bộ xe lớn. Cái này có giải nữa anh em ơi. Dễ phân khích nha. Anh em thấy nó khủng vậy mà nó có gì ảnh khích thôi. Tiếp tục anh em. Đang quay mà mắt ho nó dừng lại. Anh em nhìn dưới nè, nhìn tay xương ở dưới nè. Anh em này thấy không? Đã chưa? Nói chung là chơi cây anh em nên đến trực tiếp này, nó có điều kiện nghe, còn không có điều kiện người chịu thôi. Thì nhìn thấy được cái vẻ đẹp của nó anh em. Giống như mình tại sao mình đi coi đá banh mà phải tới sân banh mình coi với coi qua màn ảnh không đã là vậy đó anh em. Nhìn bên ngoài nó nhìn người thật thiệt thật nó hay hơn. Còn anh nào không có điều kiện thì thời gian thì xem qua màn ảnh nhỏ anh em ha. Cây này cây gì anh em? Nó không ra lá mà nhìn thấy cái giống như cây gừa vậy anh em. À cây gừa á, quê mình gọi là cây gừa, không biết ở đây gọi là cái gì. Có người gọi là cây si á anh em. Cây này thì không được gì luôn. Nhưng mà nhìn đã quá anh em ha, nhìn thích quá hen nè. Đó, đã chưa? À.
ở trong đó họ công bố phát giải anh em. Cây này về nhì nè anh em. Nhì. Quá trời đẹp luôn. Bánh đe mình cũng đem lên được mấy cây nữa nè. Nói chung anh em thấy cái độ lớn của cái cây này nè. Thấy chưa? Thấy độ lớn đó chưa? Khoảng 4 tay mình đó. 4 tay mình cái cây này khoảng 80 hơn cái này. Nó cao thì khoảng 5-60 thôi. Cây này có chì lách nè anh em. Cây này có chì lách nè. Cây này cũng có giải nè. Giải 3. Cây này thì theo mình thì rất đẹp nè. Lá lớn, giấy đen. Nói chung là chơi cái tạo hình này anh em thấy không? Một là cái tam giác cân, hai là tam giác lệch, là bên trái là bên phải cũng được anh em ha, nhớ ha. Cái tạo hình ở cây á. Nói ra cái nói một cái dễ hiểu nhất mà nôm na nhất là cây rơm ở quê mình đó nè. Hoặc là chiếc con lá, đó, tạo hình mấy anh tạo hình sao ra nó thừa thừa vậy á. Nhưng mà nó lệch bên trái hay là bên phải thì cũng đẹp, tùy theo cái góc độ của cây mà lệch nha anh em. Nó ví dụ như cây này nó nghiêng về từ màn hình vô đây đó, nó nghiêng về mấy bên trái nè. Mấy bên trái thì người ta lệch về cái cành rơi nó lệch về bên phải nè. Là tông tự nhiên nó vậy là để chi anh em, để cho nó cân cái cây nó không bị ngã đổ, bị dông gió ngã đổ với hai cân cái cây anh em ha. Chứ nếu nó lệch về bên đây luôn thì cây nó trở thành cây đổ và cây bay rồi ha. Đó, cây trực là nó phải vậy. Cái đó là sự hiểu biết mình tới đó thì mình chia sẻ anh em tới đó nha anh em ha. Nè anh em có thấy như cái này nữa ha, cái này nó được giải khuyến khích nè ha. Nó anh em thấy, nó thấy anh em thấy không, nó cái này nó nghiêng về bên trái mà từ ngoài nhìn vô ha, thì nó cái cành rơi về bên đổ nó dài hơn đó anh em thấy không, nó ra cái tam giác lệch ha, lệch từ đây nó xéo qua đây lệch đây đó. Cái này cũng nè anh em, cái này có giải nè, giải 3 nè. Đó, giữa ba anh em thấy không? Đó. Đó. Anh em này xem nó thân thể đế gãy gần đó nè. Em thấy không? Nè, ở dưới lên nè. Anh em thấy không? Đó. Thích ghê anh em, thích chưa? Cái này cũng vậy nè anh em. Đó. Cái này nó có giải khuyến khích luôn nè anh em. Giải khuyến khích ha. Rồi tiếp tục anh em, cây này nó cũng có giải nè anh em. Giải khuyến khích đó. Nó giải khuyến khích ha. Anh em nhìn coi xương dâm nó bên trong nè. Mình mang cho anh em. Mình thích quá ha. Nói chung mà chơi bonsai thì ước mơ mỗi một người có sự sở hữu được vài cây vậy là ngon rồi ha. Sở hữu được cây này chơi đã luôn anh em. Đi đâu cái mình chở đi chơi đi thi vui ha. Đấy. Cây lá lớn này cũng đẹp anh em. Lá lớn này cũng có giải nè. Dễ khích luôn anh em. Nó cỡ này mà nó chỉ có giải không khích thôi đó anh em thấy không? Anh em nhìn xương dâm nó đã bố trí cực kỳ hay luôn anh em. Ra đây mình mới thấy sáng mắt mình ra chứ. Đó. Xương dâm đó anh em thấy không? Đó. Mình thích lắm nè. Mình khoái những cây lớn lớn này. Đó. Cái này nữa nè, cái này dễ ba nè, hai thân nó hòa quyện nhau anh em thấy đã không, đó tổng thể nè anh em nhìn nè, nó bố trí đã không, anh em để ý cái cây nào nó cũng ra cái hình tam giác đó nè, tam giác lệch bên trái hoặc lệch bên phải tùy theo
cái chiều hướng cây mà ta xây dựng nha anh em ha. Quan trọng là bố tí cây cành sao nó đừng trùng lập nhau, nó phải đan xen nhau. Đó, nó đừng trùng lập, là nó bị ấy nè, nó bị xương cá là thôi nhìn không đã nha anh em ha. Nói chung là những cái dải, những cây có dải đây nhìn thấy là chảy chì luôn á anh em. Anh em quay cho anh em xem cảm nhận ha. Cây này cũng có dải nè, nó lớn nè. Mấy này là hoành khủng không anh em? Dễ nhất. Anh em nhìn đã chưa? Cái hoành nó nè anh em, cái hoành nó mình để tay ước lượng nhanh xem nè, thấy không? Nó cao khoảng gần 50 năm mấy mà nó hoành nó cỡ đó anh em thấy không? Nó hoành nhất. Nhìn tay cành xương dâm nó ở dưới nè, quay lên cho anh em xem nè. Đã chưa? Họ bố trí nè. Trên xuống nè. Chính diện đó anh em thấy không? Đã chưa? Dễ nhất mà anh em, dễ nhất mà đâu phải đơn giản. Phía sau nó nào quay vòng cho phía sau cây dễ nhất cho anh em xem luôn nè. Nó không có không gian đi anh em, đi phải ấy né cây người ta lỡ gã nhánh này, bảo vệ người ta cự nha anh em. Này phía sau nó nè, nó hơi chói. Đó. Dạ chưa? Xuống nè. Nhìn vàng dâm không, xương nữa không là thấy chảy chì luôn rồi. Đó, mặt sau như mặt trước luôn nghe anh em. Ha ha. Qua vòng qua thêm vòng nữa cho anh em xem nè. Nói chung là nó phải toàn diện như vậy đó anh em. Nó đẹp cả thân thế đế rễ cành luôn, nó mới có dễ. Giống như cuộc thi hoa hậu anh em, người nào cũng đẹp. Nhưng mà người nào hoàn mỹ thì người đó sẽ được hoa hậu anh em. Có cái tiêu chí để chấm anh nè, trong cuộc chơi thi á, nó có cái tiêu chí để chấm. Còn mình muốn chơi á, thì mình muốn làm gì mà làm, miễn sao mình thích được, mình sướng là được. Còn mình bán thì phải làm theo ý khách hàng. Còn mình đi thi á, thì phải làm theo khuôn khổ có quy định của ban tổ chức đó anh em. Cuộc chơi nào nó cũng vậy. Cây này thì không có giải gì hết á, chưa giải nè, chưa giải. Từ từ nó sẽ vài năm nó già lên, nó tay cành nó to lên thì được giải nè. Nhưng mà nó rất là đẹp anh em. Rồi cây cuối cùng là cây dễ ba nè, lá lớn dễ đen nữa nè, dễ nó nè, ở dưới lên nè, dưới lên nè. Rất thích cái cách họ bố nghệ nhân họ bố trí trai cành nè, cân xứng ghê luôn á, không trùng lập, nó rất là đẹp nè. Rồi đó anh em, hết cái khu thi rồi đó anh em. Để mình ra quay cái khu, nếu mà còn thời gian á, đoàn của mình chưa về thì mình ra quay lại cái khu trưng, khu thương mại cho anh em xem ha. Xem nhiều khu thương mại cũng có nhiều cây cũng dữ lắm chứ không phải là không dữ đâu. Rồi vậy ha, chào anh em nha.